xong cái phần 1 nhé, phần 1 của cái chương trình của chúng ta là tôi có cái phần ôn tập lại những cái kiểu dữ liệu chính của Python. Thì hôm trước chúng ta đang ở trong cái phần về về một ba là string. Thì trong string này thì chúng ta đều hiểu là khi chúng ta khai báo một cái biến s gì nào đó nhé, ví dụ như này abc như này, hay thì nó là một cái, để tôi một chút đến có cái tóc của chữ như này được. Thì nó sẽ hiểu lầm là nó làm cái nó làm một dãy các ký tự. Và chúng ta có thể truy cập vào từng ký tự một của một cái sâu đấy. Và với cái nó gần giống như là cấu trúc của một cái dãy, cái list. Và chúng ta có những cái hàm mà trực tiếp mà liên quan đến cái sâu này. Thì tôi nhớ lại hôm trước tôi cũng đã ôn tập lại rồi, mình nhắc lại nhé. Thế là chúng ta có thể truy cập từng ký tự này, từng ký tự này đúng không, theo chỉ số này, chỉ số. Thứ hai là chúng ta có thể dùng dùng cái toán tử in và lệnh for duyệt duyệt theo từng ký tự của sâu. Rồi chúng ta biết cách cả chúng ta dùng nó có cái chức năng là gọi là vùng chỉ số, nó gọi là slicing đó, slicing. Thế chúng ta có thể s là một cái sâu, thì khi đó thì cái s thì là như thế này, ví dụ như là chỉ số đầu là start này, hoặc là hai chấm này, chỉ số cuối là stop này, và có thể hai chấm nữa là step. Thì đây là mô tả cái slicing, nó là tiếng Việt nó là vùng chỉ số. Cái này rất là hay của vùng chỉ số. Ngoài ra những cái phương thức chính là chúng ta đã được biết, thì đối với sâu thì nó có phương thức như này. Vừa ta chúng rồi là phương thức là find tìm một cái sâu con, vị trí sâu con trong ở trong sâu mẹ, hay là index là tìm cái chỉ ra cái chỉ số của một cái tự của một cái tìm chỉ số của một cái tự ở trong sâu mẹ là ký tự nào đấy. Thì đó là những cái mà đây là những cái hàm phương thức cơ bản của cái của sâu. Rồi thật ra trong trong cái chương trình của lớp 10 là nó có thêm hai cái phương thức rất cơ bản nữa, nhưng mà lát nữa tôi trình bày sau. Ngoài ra còn hai phương thức cơ bản mà chúng ta sẽ đã học trong sách giáo khoa là có, là một là cái phương thức là split, dùng để tách một sâu thành các từ mà đưa vào dãy. Và cái lệnh ngược lại so với cái từ này là lệnh join, nó có hai cái lệnh join là lệnh ngược lại là ghép ghép các cái sâu của dãy vào một sâu. Đấy, thì hai cái này là cái liên quan đến dãy, thì lát nữa tôi sẽ nói. Rồi thế bây giờ chúng ta sẽ sang cái ôn tập sang cái phần tiếp theo, là phần 1.4, đó là phần chính của hôm nay, là kiểu list. Thì list là cái kiểu là có lẽ là kiểu dữ liệu cơ bản nhất mà
Và trong chương trình, là phần đây là phần phần thòng nhiều nhất ở trong trong chương trình, mà dùng nhất ở trong toàn bộ, không phải toàn bộ trong chương trình phổ thông, trong toàn bộ luôn. Đấy, thì cái này, thì cái từ glitch này nó là có thể dịch là nhiều thứ, nhưng mà trong sách giáo khoa này muốn dùng cái từ là danh sách, thì nó là bắt đầu từ cái từ list tiếng Anh ấy, thì tiếng Việt nó là danh sách. Mà thực chất là cái này nó chính là mảng đấy, nó chính là mảng này, nó chính là dãy, nó là một cả. Ở trong Pascal và C thì người ta dùng cái từ mảng là cái từ array, array tiếng Anh, thì chữ C nó dùng từ array, cho nên con họ dùng từ mảng. Còn ở trong Python người ta nó không có cái từ array, nhưng mà cái list này nó chính là array, nó chính là mảng, nó là cái một kiểu dữ liệu tuyến tính nhé. Thì cái list thì sao nó hay dùng, thì đánh giá lại luôn, thì list là cái kiểu dữ liệu, nó là một dãy, nhưng mà nó là gì, nó là cái kiểu dữ liệu mà nó gọi là dữ liệu khả biến. Thì trước đó rồi là ở trong cái các kiểu dữ liệu chính Python chỉ có ba kiểu dữ liệu khả biến hay dùng nhất thôi, cho đó là một là list. Như vậy list là gì, là cái kiểu dữ liệu khả biến. Khả biến tức là gì, là chúng ta có thể thay đổi giá trị của chúng, là chúng ta có thể thay đổi giá trị của list. Là chú ý nhé, có thể thay đổi giá trị, thay đổi giá trị của list. Cái này cái rất đặc biệt. Đấy, cái này đối với C và Pascal thì mọi kiểu dữ liệu được khả biến cả, nhưng không không bàn nữa. Mà đây ở trong cái Python này nó rất rõ ràng là khi chúng ta đưa ra một cái mô hình dữ liệu thì chúng ta phải đến đó là thuộc loại nào, bất biến hay là khả biến. Thì trong kiểu dữ liệu dãy này thì ở trong Python có hai loại, một loại nó là tuple, là cũng là dãy, mà dãy này là dãy bất biến. Còn cái list cũng là dãy, cũng là mảng, nhưng mà mảng khả biến. Như vậy là hai khác nhau nhé, cùng là mảng cả, nhưng mà cái thằng tuple là bất biến. Biến. Còn cái bên này này là khả biến. Okay. Rất quan trọng luôn nhé. Đấy. Và chúng ta đã biết rằng là cái list là cái dãy, và chúng ta có thể thiện với lại nó như bình thường. Đây thì chúng ta cùng vào nhau làm các bạn. Bây giờ tôi vào tôi không khai báo một cái biến dạng list, thì muốn khai báo một cái list rỗng chúng ta để như này. Khai báo là dùng cái này thì rồi đúng không? Rỗng đây. Còn chúng ta muốn khai báo phần tử chúng ta để như thế này. Đây là 1, 2, 3, 4, chẳng hạn. Thì khi khai báo như này rồi thì các phần tử của nó có thể truy cập thành theo chỉ số từ 0 trở đi. Cách truy cập này là giống hệt như là show. Như vậy là kiểu show và kiểu list nó là cùng thuộc cái nhóm dữ liệu, đúng không? Là dữ liệu là dãy. Chúng ta cùng nhau là tuple cũng là dãy, show nó cũng là dãy, list nó cũng là dãy. Nhưng mà là show thì là dãy các ký tự, còn list là dãy các phần tử bất kỳ. Được chưa? Đó. Thì đối với list này thì ở đây chúng ta kiểm tra luôn bây giờ, những cái này là cái list là cái kiểu dữ liệu hay dùng nhất ở trong là list nhé. Vì chúng ta kiểm tra nó có những phương thức nào, nó có rất là nhiều. Đấy, thì đây chúng ta sẽ xem một vài cái nhé. Trước tiên tôi nhắc lại một vài cái phương thức của nó, là nó áp dụng cho cái kiểu dãy bình thường là có đây này. Thứ nhất là nó có cái toán tử in đây. Ví dụ là tôi khi tôi biết b như này và tôi kiểm tra được, tôi kiểm tra là 2 in b hay là không. Đấy, đó là true. Hàm len là cái hàm giống như sâu, hàm len là cái hàm mô tả cái chiều dài, và ta có cái lệnh for k in range len b, chúng ta print print b y y ra trên hàng ngang để như này. Đây là k, đây là
lẫn k với y thì sửa lại cho này nhé. Này, cái này sẽ là k. Như vậy là lệnh đối với dãy là đối với list là nó hỗ trợ cái lệnh in và lệnh for k in như thế này. Làm cấu trúc này là nó đúng cho mọi dãy chứ không phải chỉ cho list, đúng cho cả tuple, đúng cho cả show, được chưa? Như vậy là cái phần thử in và lệnh for việc. Ngoài ra chúng ta nhớ lại có lệnh là nữa nhỉ, có những lệnh sau đây nhé. Lệnh file thì có b b file file phần thử nào đó, ví dụ là file phần thử 5 thì nó sẽ chỉ ra cái vị trí đầu tiên của phần thử 5 trong dãy B tính từ bên trái. B không có file à? Index không có file. Extend nó không có file ở đây đúng không? Nó chỉ có index thôi. List. Đúng là không có file thật. Nó có index này. Vô lý nhỉ, không có file thì đúng là vô lý nhỉ. Rồi, như vậy nó không có lệnh file và chúng ta sẽ phải nó có lệnh index thôi. Index 5 chẳng hạn. Đấy. Là cái số 5 là cái chỉ số và là số đó là số 3 tính từ bên bên trái sang nhá. Rồi. Ngoài ra nó có lệnh nhà cao, có lệnh cao không? Cao là lệnh đếm. Đếm cái số phần tử ở trong cái dãy đó. Đấy. Rồi. Thế bây giờ tôi đã lô sang một số những cái các cái lệnh mà nó có tính là khả biến của các cái lệnh mà là để thay đổi trực tiếp dữ liệu của dãy. Các cái lệnh nhé. Các cái lệnh là thay đổi trực tiếp dữ liệu. Dữ liệu trên dãy nhé, trên list này, trên list. Chúng ta có cái lệnh này này, nhắc lại có lệnh rất quan trọng đây, cơ bật bật lên của chúng ta cũng nhớ được cái lệnh một bài lệnh mà tập lập theo tôi là quan trọng này, lệnh append này nhé. Lệnh append lệnh là bổ sung một phần tử, lệnh bổ sung một phần tử vào vào cuối của dãy này nhé. Lệnh tiếp theo là lệnh remove, lệnh xóa phần tử của dãy này, nào đó của dãy này. À, tiếp theo là lệnh gì nhỉ, lệnh insert này. Chèn một phần tử vào dãy tại vị trí bất kỳ, lệnh insert nhé. À, đây là ba cái lệnh quan trọng. Ngoài ra có cái lệnh nữa là lệnh gì, lệnh clear, lệnh xóa toàn bộ các phần tử của một dãy. Chúng ta xem lại nhé. Insert này, lệnh pop cũng là lệnh lệnh hay, lệnh đây này này, append này, clear này, extend, remove và không cho được tôi mà lệnh extend, extend này, lệnh gì đấy nhỉ? Được, để đây cho bạn xem đây nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau xem lại một vài cái lệnh cơ bản đối với dãy nhé. Bạn chú ý nhé. Đây là A đang như này nhé. Bây giờ A tôi append nó vào một chẳng hạn. Đó. Quả thế đây là đây lệnh là như là một thủ tục thôi. Có A chấm append và tự động A thay đổi theo này. Như vậy là
trước khi thiên lệnh nhìn A là giống, sau khi thiện xong thì A nó là thay đổi, A là vẫn là một đối tượng cũ nhé, bản thân đối tượng A không thay đổi, nhưng mà A đã được bổ sung vào thêm một cái phần tử nữa trong cái dãy A, và như vậy là cái như vậy bản thân đối tượng này nó đã thay đổi. A trước và sau khi thiện lệnh này là vẫn là một đối tượng đó. Chúng ta chú ý chỗ này nhắc lại, chúng ta chú ý nhé. Nhưng mà đây là lệnh đã làm thay đổi cái dữ liệu của cái đối tượng đó. Khi mà tôi A đây, A tôi gán vào một cái gì đó ở đây, ví dụ là 1, 2, 3. Thì A này nó sẽ ứng là một cái A là nó chỉ vào một cái đối tượng ở trong bộ nhớ nhé. Tượng ở đây. Đối tượng nào chúng ta biết rồi, hôm trước tôi nói rồi là nó là cái đối tượng mà nó gồm có nhiều tham số, trong đó nó có tham số như là kiểu này, tham số của nó như là value này. Thì cái value của nó chỉ là 1, 2, 3. Nên có những cái giá trị, có những tham số khác như là địa chỉ bộ nhớ này, địa chỉ bộ nhớ này, vân vân. Thì khi tôi viết là a chấm append 5 thì như vậy là số 5 nó được bổ sung vào cái này, ta thay đổi theo cái a này, cái value nó sẽ bằng là 1 2 3 5, a là vẫn giữ nguyên ở đây, cái đối tượng a nó vẫn đấy, nó vẫn chỉ vào đây, a nó vẫn chỉ vào đây, vẫn giữ nguyên vào đây đó. Thì như vậy là bản thân đối tượng không thay đổi nhưng mà giá trị thay đổi, thì đó chính là cái khái niệm gọi là khả biến, là như vậy. Cái này thì sau này tôi sẽ nói sâu hơn nữa, nhưng mà hôm nay là chỉ là cái buổi tổng kết lại cái phần cơ bản của Python thôi, chỉ dừng lại ở đây thôi nhé. Đấy, bổ sung thêm một vài cái nữa cho anh dùng nhé. Như vậy là A đây, A1 này, bìa A tôi extend là tôi có thể bổ sung vào, không phải là một phần tử mà có thể cho nhiều phần tử, gọi như là 256 như này. Đấy, thì A nó tăng lên, nó làm cái lệnh mà thay đổi tại chỗ luôn, thì tại 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 tổng số luôn. Vì A là như thế này, thì muốn xóa thì có hai lệnh, một lệnh remove. Remove thì nó phải đúng đúng phần tử, điều nó gọi là ví dụ có sai như là 7 này không có thì nó sẽ báo lỗi, nhưng mà nếu a mà tôi có chính xác này, a này remove này số 3 chẳng hạn, thì máy nó sẽ xóa đúng số a. Cách thứ hai là tôi dùng lệnh đen, ví dụ là định ngang cái phần tử đầu tiên của này, thì nó là cái này, nó là thì là xóa cái phần tử đầu tiên, cái số hạng đầu tiên của a, nhưng mà lệnh đen và lệnh đen là lệnh bên ngoài nhé. Lệnh đen là một cái lệnh, thực ra lệnh đen là cái lệnh xóa một cái biến nhớ ở trong bộ nhớ, xóa một cái biến, mà cái lệnh nó sau cái lệnh đó, mà ở chỗ cụ thể đây là lệnh đen là xóa cái phần tử đầu tiên của xóa a0 nhé. Rồi lệnh insert tôi muốn chèn vào đầu, insert insert đấy, insert thì chèn vào vị trí đầu tiên của phần tử chẳng như là 10 chẳng hạn, như vậy là chèn số 10 vào đầu của A, vào đầu của A đấy. Bìa đầu bài như đầu bài của chúng ta là tôi muốn chèn giá trị x bất kỳ nào đó, chẳng như là 15.5 chẳng hạn, tôi muốn chèn vào x vào vào giữa của A thì làm thế nào, thì chèn như thế này đây, rồi A này đúng không, insert chèn vào vị trí giữa, giữa thì chính là len của A, len của A chia 2 thì là phần tử ở giữa đúng không, là x, mà đây là lệnh là chèn phần tử x, giá trị x vào vào một phần tử ở giữa của A, nằm ở giữa A đây. Nhắc lại là A là có thể là một cái dãy A, một cái list của A là phần tử đó có kiểu khác nhau,
Đây là cái điểm khác biệt, rất khác biệt giữa khái niệm màng của Bayh thân và màng của Pascal và C. Màng của cái và C là các phân tử của nó là phải cùng kiểu, nhưng mà đối với Python là màng của nó là list của nó, là cái màng của nó là rất đa dạng, khác kiểu khác nhau. Chỗ nào chỗ cần nhấn mạnh cho chú ý. Ra với học sinh mà học là mới tinh mà chúng ta không cần phải nhắc lại cái khái niệm của Pascal đâu, cứ thế dạy cho học sinh thôi, không cần phải nhắc lại là ở trong Pascal nó như thế này thì ở đây nó khác như thế này, cũng không cần phải nói như vậy. Học sinh làm từ đầu là như thế này. Thì đây là cái mình rất là mới, nó mở, nó rất là thoáng, gọi là thoáng hơn rất nhiều so với các cái môn lập trình cũ nhé. Được rồi, như vậy đây là một số những cái các cái lệnh cơ bản của cái mà của list. Còn đối với tuple đây, thì cách làm tuple là như sau, là chúng ta khai báo và nó tuple thì khi khai báo là nó cứng không sửa nữa thì nó trông giống một tròn, tự nhiên là 2 3 5 như này. Và cũng như là đối với list thì tuple ấy là các phân tử của nó là có thể là các cái kiểu khác nhau tự nhiên là b bằng b b bằng thì phần tử đầu tiên là một, phần tử thứ hai là chu, phần tử thứ ba là làm cái sâu 01, phần tử thứ tư nó có thể là một làm có thể là một cái mảng, một cái list như thế này chưa. Vậy b là nó nhìn rất đa dạng như này. Đấy, nhưng mà b như là b nó là time của B là gì, là tuple. Chúng ta kiểm tra xem là lúc tuple nó có những cái hàm nào. Đây, nó có hai hàm là hàm cao và hàm index. Vì hàm cao và index cái hàm đặc thù chung của tất cả những kiểu dãy. B là tuple nó cũng là dãy và nó có cái hàm cao và hàm index, chúng ta nhớ nhé. Đây, chứ nó không có những cái hàm như là bổ sung, nó có biến, nó là kiểu dữ liệu bất biến, không 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 phải cải biến, chứ không có lệnh như lệnh append là không có. Rồi bây giờ nói thêm một chút nữa nhé, thì ở trong list tôi còn có hai cái lệnh ngoài, là hai cái ngoài là phải toán cộng phải toán nhân. Đây sửa a là như thế này nhé, bây giờ tôi viết là a này cộng một cái không không chẳng hạn. Đây thì như vậy khi lệnh này thì cái nó tạo ra một cái dãy mới là 10, là đây là a đây nhé, và nó cộng thêm một không ở đây. Nhưng mà đây là kết quả của một cái phép cộng của hai cái dãy, và nó tạo ra một dãy mới, nhưng mà các bạn thấy có a không thay đổi. Đấy, bây giờ tôi muốn a cộng thêm vào cái không không, nhưng kia tôi làm như sau, tôi biết này được a này bằng a cộng không không thì được, thì bị a sẽ đổi dưới này đấy, nên như là phép cộng nhé. Thì cái hay của thằng này là cho phép là gì, cho phép chúng ta có thể cộng nhiều lần thì thành là nhân lên 3 lần. Cái này cái đèn tương đương với gì, tương đương với là a cộng a cộng a, chính là cái này. Cho nên khi mình cho lập trình ấy, chúng ta cần làm nhanh, làm rất nhanh. Ví dụ cần tạo một cái dãy gồm là 10 số 1, tôi làm như sau: 1 nhân với 10 thì được ngay cái dãy là 10 số 1, hay tổng quát n cho bất kỳ vì n bằng 20 đi, và tôi tạo một dãy là n số 0 thì tôi viết là c bằng 0 nhân với n. Đấy chưa? Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ quay sang kết nối giữa dãy và string bởi cái lệnh là split, split và lệnh join nhé. Đây, giả sử tôi có một cái a nhé, tôi nhập vào đây, ví dụ như là Hà Nội, một cái dãy bất kỳ, một cái Hà Nội, có thể đến cách rất nhiều như này đúng không, Sài Gòn như thế này,
Sài Gòn. Đi này. Đấy. Vậy là A có thể là một số bất kỳ. Thì cách mà chúng ta tách ra thành cái từ từ đơn ấy thì dùng lệnh dùng hàm split là hợp lý nhất. Làm như sau, đây là A nhé. Dùng split. Split. Thì cái lệnh này này nó sẽ tạo ra một cái dãy mới và gồm có các cái một list các phần tử của nó là chính các từ đơn của cái số A. Enter tách ra này. Đây là A này, tội này, Sài Gòn. Thấy chưa nào? Thì ta dùng rất nhiều cái hàm split ở ở trên mình viết lại nhé, tôi viết là mình viết lại cho mình viết là ví dụ tôi muốn nhé. Để dùng rất nhiều ở trên trên thực tế. Đi ngược lại nhé, tôi có cái dãy B là sử bằng chính cái này tôi copy lại cho nó dễ nhé. Bằng Hà Nội Sài Gòn đây. B là một dãy gồm các cái bước phần tử đó là một sâu. Này B đây. Thế bây giờ tôi muốn gộp các sâu lần lại với nhau, nối lại với nhau và tôi đưa vào thành một sâu, có được không? Dùng lệnh gì? Dùng lệnh B join. Dùng lệnh như sau. Lệnh nó là như này, lệnh nó là lệnh đây. Chúng ta dùng cái từ một cái từ dùng để cái từ ghép nối. Sau đó chấm join. Join và B. Lệnh này sẽ trả lại là một sâu và nối các cái từ ở trong cái dãy B. Nhưng mà chúng ta chú ý là có hai cái hàm có hai cái hàm rất quan trọng chắc là ở đây để chúng ta giữa bên là giữa bên là list và nối bên này là sâu thì chúng ta có cái các cái hàm sau đây này nhé. Một cái sâu nhưng mà là chấm split thì nó sẽ tách thành một dãy các từ và đưa vào một đối tượng list. Cái này là dùng rất nhiều trong các bài tập khác nhau, chúng ta sẽ làm ngay bây giờ. Và ngược lại của cái lệnh này là lệnh là cho trước một cái dãy list, một cái list gồm có các từ là các sâu, chúng ta có thể dùng lệnh join. Chúng ta có một cái đây có một cái từ trống là cái từ nối là cái từ nối đúng không? Thì tôi viết lại như này. Nên là tôi gọi chúng tôi là set là cái tự nối đúng không? Và chấm và join của B. Đây B là một cái dãy thì cái này sẽ trả lại sâu nối các cái từ các cái sâu con cái sâu từ dãy B. Như vậy là cái này là rất hay sử dụng luôn nhé. Đây tôi xin đưa vào ví dụ và thật sự ngay một bài tập ngay bây giờ chúng ta thấy nhé. Đây là rất hay dùng, ví dụ như đầu bài người ta đưa vào thường là nhập vào một cái họ đệm mà tên người chẳng hạn, ví dụ như là Nguyễn Hoài Thanh chẳng hạn. Đấy, thì đầu bài là cần phải tách ra thì các từ và chúng ta sẽ tách ra là phần họ đệm và phần tên chẳng hạn. Đấy, thì chúng ta làm như sau nhé. Chúng ta đặt một cái bạn đã gọi là A này, AS split như này. Đấy. Tôi đưa A như thế này. Và sau đó suy ra gì? Suy ra là như sau nhé. Suy ra là như sau, khi có A cái này rồi nữa thì cái phần tên ấy, tên của người đó sẽ chính bằng gì? Chính là bằng là A, là cái A của cái chỉ số cuối cùng là gì? Chính là len của A trừ 1. Đây này, chính là tên.
này chính là tên đấy. Tên nhé. Tên này. Còn phần đệm, họ đệm là từ đầu cho đến cái len chỉ một này, cho đến cái phần họ đệm chính là cái gì? Họ đệm chính là bằng cái gì? Chính là bằng là tôi dùng cái slicing nhé. Đấy. Slicing là tính tính từ không trở đi này. Và tính của cái kia là gì? Là len của a chỉ một. Chia cái này này. Họ đệm nhé. Quên mất chưa đủ nhé. Họ đệm bằng cái gì? Họ đệm với lại. Họ đệm này bằng này, như tôi về nối lại với nhau đẹp này nhé. Nhìn cái join của copy cái này là đấy. Rồi, đây chính là họ đẹp. Được chưa? Rồi, thế thì tôi sẽ làm cái bài tập thôi chứ để chúng ta hình dung nhé. Bài tập như sau này. Là nhập từ bàn phím vào mà số N, sau đó là nhập lần lượt N họ tên học sinh. Sau đó là in ra lần lượt là tên của N học sinh đó và họ đệm của N học sinh đó. Cái tên như nào mà đệm chúng ta viết ra của N học sinh đó. Hay đúng hơn là chúng ta đưa cái họ đệm và tên của học sinh này vào một cái vào hai cái dãy riêng. Sau chúng ta sẽ in ra trên màn hình nhé. Làm bài tập nhỏ như vậy thôi nhé. Để chúng ta áp dụng cái mà chúng ta vừa mới ôn tập lại. Phần này là có là trong sách giáo khoa có hết rồi, nhưng mà để nhớ lại nhé. Một cái bài tập như này, tập trường hợp là như thế này. Tập là nhập nhé. Nhập số N, sau đó là nhập N họ sinh trong lớp, họ tên học sinh. Sau đó là in ra danh sách tên thôi, tên của học sinh. Sau đó là in ra cái danh sách họ đệm của học sinh. Cho hai dãy riêng. Đấy, cho hai dãy riêng. Làm một tập đơn giản thôi để ta kết nối giữa cái script này và cái join nhé. Đây tôi cũng làm các bạn ngắn thôi, làm ngay trên mình này thôi nhé. Đây, làm cái bài tập mẫu nhé. Bây giờ tôi sẽ nhập luôn trên màn hình. Nhập cái đâu tôi xử lý luôn đến đó luôn cho nó dễ nhá. Đây, nhanh này. N tính nhé, N sẽ bằng là in này. In của input này. Nhập số tự nhiên. Nhiên N nhé. Rồi, sau chúng ta sẽ nhập lần lượt họ tên đầy đủ của nhé. Chúng ta for này, k này, in range, n này. Và chúng ta sẽ nhập luôn. Nhập tới đâu chúng ta xử lý luôn tới đó nhé. Ở đây trước khi chữ nhập vào tôi làm cái làm danh sách là tên riêng, tên của học sinh. Tôi đưa vào đây và họ để. Sau đó đưa tôi sẽ đưa vào đây. Đó nhé. Rồi. Chúng ta sẽ nhập như sau này. Nhập một cái biến họ tên. Bằng input. Nhập. Nhập họ tên. Học sinh. Thứ. Thứ gì? Cứ cộng luôn vào với cái str của
k cộng 1 đúng không? Đó là cộng với đấy, nhìn như nó dễ mà đấy nhé. Đây là cái số ký tự thôi, chứ là số ký tự thôi. Nhưng học sinh thứ mấy nữa, à, vì lại k trên không cho nên phải cộng một vào đây, là trên mình di là học sinh nhất, sinh hai, học sinh thứ n đấy, hai chấm sau đó nhập vào, nhập xong đưa vào họ tên luôn nhé, được chưa? À, khi đi họ tên rồi thì chúng ta sẽ làm cái việc chúng ta tách luôn nhé. Chúng ta sẽ làm như sau này, chúng ta sẽ đưa vào một cái dãy A nhé, dãy A họ tên tôi split luôn cho nó, tách tách luôn ra, tách luôn ra như này nhé. Sau đó tôi gán cái tên, tôi đưa vào tên như vậy là tên nhé, tôi sẽ tên này chấm append này là cái a len a trừ một, để nhập cái tên tên của cái là cái phần tử chỉ số cuối cùng của a chính là tên, tôi đưa vào cái phần tên. Còn họ đệm, họ đệm tôi phải tính một lúc nhé, họ đệm rồi tôi phải làm như sau nhỉ, họ đệm tôi làm thế nào nhỉ, họ đệm mới làm ngay được không, họ đệm sẽ pen pen là như sau, tôi sẽ phải nối lại hơi dài một tí, nối lại này, join join của cái dãy đấy, đó chính là cái phần đầu a, từ đầu cho đến len a chữ một đấy, xong đấy thì xong rồi nhé, đây tôi xong rồi, tôi sẽ in ra đây à. Green. Tên học sinh là, à cho tôi print nó ra, print cái tên ra, sau đó print danh sách họ đệ, dòng print tôi chạy thử nhé, thì tôi có thử ghi tên là cái file của chúng ta ngày hôm nay nhé. Hôm nay là buổi số 2 mà, nhập danh sách xin thử nhé, chúng ta sẽ tìm hiểu nhé, xem có sai ở đâu nhé. Tôi nhập hai người thôi, đúng không nhé? Người thứ nhất là Nguyễn Việt Hoa, người thứ hai là Bùi Bài Bình. Danh sách học sinh học sinh là Khoa và Bình này, họ đẹp là Nguyễn Việt và Bùi Bài này, vậy chúng ta làm mà này là chính xác, các bạn chú ý nhé. Đây chúng ta dùng hai cái lệnh, đây là split này, còn chỗ này là join này, hai cái lệnh ngược lại với nhau. Thì trong cái ở trong Python cái hàm là rất hay sử dụng. Rồi bây giờ tôi nói thêm một chút nữa nhé. Đây, thế bây giờ tôi cái bài tập nữa là gì? Là nhập từ bàn phím n số nguyên trên một hàng ngang thì làm như thế nào? Cái này là rất hay sử dụng, người ta hay làm cái bài tập mà khi phí giỏi chẳng khi nhập từ bàn phím một dãy số n số mà tôi chưa biết là bao nhiêu cả mà tôi đưa vào một dãy. Bài tập hai là như thế này, là bài tập đây là bài tập một nhé, bài tập hai là nhập từ bàn phím. Đến cuối bài học này
chúng ta sẽ học là cách nhập từ từ file, mà chúng ta bản phim đó nhập n số, ví dụ thí dụ số là số tự nhiên nhé, số tự nhiên cách nhau bởi dấu cách, cách nhau bởi dấu cách, rồi nhập vào là nhập là 1 này, 3 này, 5 này, 0. Thì đầu ra sẽ phải ra cái dãy, in ra phải in ra cái dãy đó, in ra cái dãy trên. Dãy là 1, 3, 5, 0. Đó. Dãy các số. Nhưng đầu nhiên đầu vào của chúng ta là một sâu, đầu ra là một dãy. Đấy, nhưng mà là bài tập số 2 nhé. Đây bài số 2 đây, cho làm thật nhanh nhé. Bài 2 là nhập n số nguyên trên một hàng mà tôi đang rất sử dụng, trên một hàng cách nhau bởi dấu cách, cách nhau bởi dấu cách nhé. Đây chúng ta làm cái bài này, chúng ta nhập vào đây, chúng ta input là nhập các số nguyên cách nhau bởi dấu cách, chúng ta đưa vào một cái số s thì thôi. Đấy. Sau đó chúng ta sẽ mới biến đổi để đưa vào một dãy, đây đó tất nhiên là a đi, kiểu a để như thế này, đầu tiên đó là không. Đấy. Sau đó từ s chúng ta sẽ làm sâu, chúng ta chuyển sang một cái dãy nhé, tôi ví dụ nó là line chẳng hạn. Đây là s split này rất hay sử dụng, split phải chưa, khi chuyển vào thì line nó sẽ làm một cái dãy các cái sâu ký tự, mỗi sâu ký tự nó là một cái chữ số, vì chúng ta sẽ phải dùng hàm in để chúng ta chuyển sang, thì chúng ta dùng lại là for in range, chúng ta dùng cái này là hơn, chúng ta dùng for x in line cũng được, dọc theo line này luôn nhé. Chúng ta đưa vào cái a kia là a chấm pen, không phải là x gì mà là in của x. Đấy. Mình chúng ta sẽ in ra là print các số đã nhập là, chúng ta print a ra để biết đã nhập đã đúng chưa. Đấy. Bài ngắn như vậy thôi, thì đây là cái phần thật là rất là sử dụng nhé. Tôi viết là bài 2 chạy thử nhé. Tôi nhập như là 6, 7, cách dấu cách này, 9 này, 15 này, 10 và 3. Như vậy là có 1, 2, 3, 4, 5 số, enter. Split. Để thiếu chữ L. Rồi, mình làm lỗi nha. Chạy lại này. Mình sẽ đưa vào, nó tách ra và nó đổi thành số và nó đưa vào cái dãy đấy, 19 0 7 11. Bạn thấy nhá, như vậy chúng ta vừa mới xem được một lượt những cái lệnh cơ bản của cái kiểu dữ liệu và lõi của Python mà được học trong sách. Mình cho thêm một cái kiểu dữ liệu, tức là đối với dãy thì cũng hỗ trợ cho slicing rất là hay. Đây a đây nhé, a đây thì a này, a này. Thì tôi biết là 0 2, thì cái này là cái gì? Nên là cái slicing là cái gì? Là cái mà nó dạng như này, dạng là start. Start này, sau đó là 2 chấm
sau đó là stop, sau đó là step, chỉ số. Như vậy là gì? Như vậy đây là cái vùng chỉ số bắt đầu từ start, đi từng bước một step và đến trước stop thì dừng lại. Đấy, cái này nó là cái này là vùng chỉ số, nó là đặc trưng của cái một loạt dữ liệu khác nhau, rất là hay nhé. Bây giờ tôi lấy ví dụ, là a cho nhanh cho dễ hiểu nhé. A này bằng 0 này, 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 chẳng hạn. Đấy nhé. Thì a này bắt đầu bằng 0 này, hai chấm này, kết thúc trước 6, trước sau đấy thì là như thế này. Đây là 0 trên 5 nhé, trước trước sau. Trước chỉ số 6 là như thế này. Bây giờ tôi khi mà tôi ở phía trước là 0 ấy thì tôi chỉ cần để này là đổi mã hiệu là 6 là đổi hiệu. Còn tôi muốn có thêm step nữa, tôi là hai chấm, step là 2 thì nó sẽ nhảy hai bước một, còn là 0 2 4 thôi. Hay của thằng này là như vậy nhé. Khi tôi viết không có gì cả, mặc định là 0 như thế này là như thế này là gì, là mặc định là 0, mặc định là stop, là cái chữ này, cái stop này mặc định là nó là cuối, từ cuối đây, mặc định cái này chính là toàn bộ dãy A. Bây giờ tôi mô tả này, toàn bộ các cái số chẵn của A, các phần tử, các chỉ số chẵn là như thế này, không có gì này, không có gì này, hai thì đây là cái bước là hai, là các chỉ số chẵn gồm có là 0 2 4 6 8 10 đấy. Cái thằng này hay chỗ đấy nhé, nó rất là hay. Và cái số này là nó cho phép là giảm, tức là giảm. Đây a nhé, bắt đầu bằng len a trừ 1, thậm chí là máy tập nó hiểu như này trừ 1, nó cái dãy này là dãy ngược từ dưới xuống. Khi mà trừ 1 ấy, khi này là giảm thì thằng mặc định chỗ này nó là phần tử cuối của A, và chỗ này là phần tử đầu của A, nó hiểu là như vậy. Cái này các bạn tìm hiểu thêm nhé. Nhưng mà cái slicing này là rất là hay đấy, mà cái slicing của thằng này là hay như sau. À đây, chúng ta có thể xóa đồng thời đen, xóa đồng thời các phần tử từ 0 0 1 cho đến 2, thì lần này sẽ xóa đi 3 phần tử đầu tiên của A. Vậy cái A này rất là hay, nó có xóa ba phần và vậy cũng bằng hay không. Rồi bây giờ chúng ta sẽ trước khi tổng kết cái phần này thì tôi sẽ nói thêm một chút là cái hàm range ấy. Cái hàm range mà chúng ta biết ấy là nó cũng trả lại một đối tượng là dãy. Đây thì biết là R bằng range 10 chẳng hạn, chúng tôi nói rồi. Thì bản thân là cái kiểu R là cái bản thân cái R nó cũng là một kiểu dữ liệu, là kiểu dữ liệu range. Mà R này nó cũng là một dãy. Đây tôi viết là như này, tôi viết là 0 được, 0 được, 1 đây. Tôi hoàn toàn tôi làm là như thế này, rồi len R đây, và tôi kiểm tra nó có những hàm nào đối với R đấy, y hệt luôn. Nó có cả hàm mà hàm cao này, hàm index này, đây là R nhé, index của chỉ của cái số là 4 là nó ở vị trí nào, R chấm index 4, đây nó nằm vị trí 4, được chưa? Rồi như vậy là chúng ta tổng kết lại cái phần này là như sau này, là bây giờ chúng ta tổng kết lại một chút để cho các bạn xem nhé. Tổng kết một số kiểu dữ liệu. Kiểu dữ liệu là dãy. Dãy tôi ghi trong cái nháy nhé. Là dãy trong Python. Thật ra cái từ dãy, người ta chỉ dùng cho kiểu là list thôi. Nhưng mà đây tôi dãy để trong nháy nháy.
là như vậy. Ở trong Python là nó có các kiểu dữ liệu sau đây, là người ta gọi chung nó là kiểu dữ liệu dãy nha. Từ là nó có bốn loại cơ, để bạn xem nhé. Để cho một tổng kết này, kiểu string này là kiểu dữ liệu thuộc cái dạng là dãy, dãy các phần tử. Kiểu dữ liệu range nó cũng là dãy các phần tử. Kiểu dữ liệu là tuple nó cũng là dãy các phần tử. Kiểu dữ liệu là list là dãy. Kiểu dữ liệu này này, kiểu dữ liệu này là kiểu, là chúng ta biết là kiểu dữ liệu danh sách rất quan trọng đây. Được chưa? Rồi thì chúng ta cùng quan sát xem là với dữ liệu này thì nó hỗ trợ những cái lệnh gì nhé, để chúng ta hình dung con qua hỗ trợ chung lệnh nhé. Này, đầu tiên là duyệt này. Duyệt bằng for này, for và in này nhé, hỗ trợ đúng không? Truy cập từng phần tử của dãy, từng phần tử hỗ trợ không, hỗ trợ nhé. Đây rất giống nhau. Cái hàm index chúng ta vừa nhìn thấy xong, và nó hỗ trợ kiểm tra xem một phần tử thuộc chỉ số nào, hỗ trợ đúng không? Rồi là cái hàm cao để đếm số phần tử, giá trị phần tử, hỗ trợ đúng không? Đó, thì đây là những cái ngoài ra thì cái thằng swing nó hỗ trợ thêm cái hàm hàm in là hàm file này, hỗ trợ cái này không này, không này, không này. À, ngoài ra thì còn có một cũng tiết thiết, còn còn cái là vùng chỉ số, nó gọi là slicing, vùng chỉ số hỗ trợ. Còn một loạt những cái lệnh làm thay đổi dữ liệu thì là append, remove, then. Cái này là không nhé, không 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 cái này có này. Đấy, như vậy chúng ta có cái bảng để mô tả tất cả các kiểu dữ liệu này này. Thì ở trong nôm na là kiểu dữ liệu nó gồm có cái phần tử, có thể truy cập từng phần tử một bằng chỉ số, như là một cái mảng giống như là thằng Pascal đấy. Thì trong Pascal thì nó là string, string mà mảng nó là kiểu dữ liệu và hay dùng nhất, nhưng mà thằng này có thêm cả range chút phần nữa rất là hay. Thì tới đây là chúng ta tổng kết xong cái dữ liệu cơ bản rồi. Điều chúng ta nói sang thêm một cái lệnh rất quan trọng nữa, rất quan trọng là lệnh tạo, và nhớ lại là cái lệnh tạo list nhanh. Cái này lệnh dùng rất là nhiều luôn ở trong trong chương trình, trong các cái bài tập. Cái này thì trong sách giáo khoa mà thêm một sách giáo khoa của giáo dục thì tôi không biết cái này ra. Cái này là tiếng Anh, nó là một lệnh, nó là tiếng Anh nó là list comprehension, là lệnh tạo nhanh một cái dãy số, tạo nhanh một cái dãy. Thế lên này là lệnh rất là hay, nó tạo nhanh không chỉ cho cả list, cho cả tuple nó cũng có hai điều, nhưng mà ta dùng list là chính thôi. Thì nó giúp chúng ta là tạo rất là nhanh và rất là thuận tiện thì một cái list. Cách tạo là như sau, cái cú pháp là như sau này. Đáng lẽ chúng ta phải dùng lệnh for duyệt để chúng ta đưa từng phần tử vào một cái dãy khác chẳng hạn, thì chúng ta dùng một lệnh này, dùng một lệnh rất là nhanh.
này thì cô Pháp nói nhé, thì cô Pháp giải đơn giản là như là gì, là chúng ta lọc từ một cái ví dụ chúng ta có một cái dãy mẹ có số nguyên chẳng hạn, ở trong một rộng một cái dãy số ở trong trong một dãy mẹ, bây chúng ta cần lọc ra lấy ra cái phần tử chẵn chẳng hạn, thế là lấy ra cái phần tử lẻ chẳng hạn để lấy ra để đưa vào một dãy mới, thì chúng ta đáng lẽ chúng ta phải đọc rất là dài, mình ta chỉ biết đúng một dòng là được, ví dụ như vậy. Thì đây là cách làm rất là hay đây. Thế là như sau nhé, thì cô Pháp cách nhất là chúng ta như sau, là chúng ta đây ta dùng lọc đơn như này và chúng ta x gì thì ra dữ liệu x từ một cái dãy khác này, xong for x in một cái đối tượng nào đó, một cái object nào đó, object đây, thì đáng lẽ là for x in object, sau đó là f x này vào một cái dãy, chúng ta đưa vào cái một cái như thế này. Đấy, đây là cái lệnh này sẽ tạo nhanh này. Thứ lệnh này này, cái lệnh này nó tương đương với gì, cái lệnh này này, cái khóa này nó tương đương với như sao, nó tương đương là ta tạo một dãy a rỗng này, xong chúng ta for x in object, sau chúng ta a s the pen and x. Thì cái này này nó tương đương với cái này. Đấy. Viết thành rất dài đây, viết một dòng là xong. Được chưa? Thì đó là ví dụ thế nhé. Có một đối tượng này chúng ta đưa nó vào đây. Cho x xì dọc theo đây và ta đưa vào đây nhé. Chúng ta cũng lọc lần nữa là như sau. Ta muốn cái này một lọc lần nữa là x xì for x in object, xong là if một cái điều kiện nào đó, lọc nó ra. Lấy ví dụ nhé, giả sử ví dụ ngay cho mình chụp dễ nhé, giả sử a là một dãy cho trước nhé, là một dãy nhé, bất kỳ là một dãy số nguyên, điều tôi muốn lấy ra là c là cái dãy con của a, là dãy con của a là gồm các số lớn không từ a. Làm như nào thì chúng ta có thể làm nhanh như sau, là chúng ta viết c bằng như này là x for x in a, lấy tất cả x từ a ra mà là if x lớn hơn không, đưa vào c. Thì như vậy ta dùng một dòng một hàng lên một dòng là ta tạo thành một cái dãy như vậy. Thì cái này nó gọi là cách tạo dãy nhanh, rất là hay của Python, rất là hay dùng. Thì tổng quát hơn nữa thì không những là nó có thể là viết như này mà còn như sau nữa, là không những là thế mà tổng quát là như sau. Tổng quát của cái gọi là tạo cái nhanh là như thế này, là chúng ta không chỉ có là x x đâu mà chúng ta phải dùng cái hàm số ta đưa vào đây, dùng là f x, dùng cái hàm bất kỳ chúng ta đã biết trước, x for x in object nhé, if điều kiện. Như vậy là đây là tổng quát cách tạo ra một cái dãy, là lấy các phần tử của x từ object này, với điều kiện là x là điều kiện là như này, sau chúng ta dùng cái hàm số chúng ta đẩy ra hàm số này có hàm bất kỳ hàm mà trên tùy chúng ta lựa chọn. Đó, thì đây là cái khuôn dạng tổng quát của cái gọi là cách tạo dãy nhanh rất là hay sử dụng nhé. Yeah. Đây, tôi làm ví dụ cho chúng ta xem nhé. Này. Ví dụ, tôi muốn tạo nhanh một dãy gồm có là một dãy là 10, đây là
Được, được, được. Đây là được tạo làm một trăm số, là một trăm số bình phương đầu tiên của số tự nhiên, hay 99 số đi, 99 số là bình phương đầu tiên của số tự nhiên, thì làm như sau. A đây, làm nhanh nhé. Bình phương là x nhân x, đúng là bình phương này. For x in range từ 1 đến 100, tức là từ 1, thậm chí là từ 1 đến 99 này. Như vậy là dùng này thôi là chúng ta sẽ tạo ra được luôn A là 100 số bình phương đầu tiên, đi từ 1 là 1, 4, 9, 16, 25. Đây là chính là 99 bình phương này. Đấy, chúng ta dùng cái này nhé. Đây là x, đây là hàm này. Đây chính là hàm fxy của chúng ta, đúng không nào? Này, nó chính là cái này này. Chính là cái này này. Hàm fxy đấy nhé. For x in range này. Đấy. Thấy không nào? Rất là hay luôn. Bây giờ tôi làm thử một bài nữa nhé. Bây giờ liệt kê ra tất cả các cái liệt kê ra tất cả các cái số là chết cho ba trong khoảng 1 đến đến 1.000 chẳng hạn. C này, K này, for K in range in range từ 1 đến 1.000 chẳng hạn. Bán 1.000 if K chia cho 3, K chia cho 3 bằng 0. Đây nó sẽ in ra tất cả các cái số tự nhiên từ 1 đến 999. 999 mà chia cho 3. C. Rất là nhanh, thì cái cách làm này là cách làm gì, là tạo tạo nhanh đúng dậy. Thì bây giờ chúng ta làm lại bài học nữa nhé, nhưng mà chúng ta làm ngay trên máy tính thôi. Bây giờ nhập một dãy số từ bàn phím cách nhau phải dấu cách và đưa ngay vào một cái dãy số đó, làm thì làm như sau nhé. Bây giờ làm ngắn nhé, bây giờ tôi cho s này bằng này. Chúng ta input này, input nhập các số cách nhau bởi dấu cách, bởi dấu cách, anh nhập cho mình trên màn hình luôn nhé. Này, tôi nhập này, 2 này, 5 này, 10 này, 0 này, 1 này, enter. Vậy là con số này đã đưa vào S rồi. Bây giờ tôi sẽ dùng cái lệnh để tôi lấy số được không này ra. Tôi kêu vào A, tôi làm ngay nhé. A này, tôi làm như sau nhé. Tôi lấy ra thì tôi lấy ra là tôi dùng cái hàm in nhé. In của x for x in in s in s đưa ngay vào đây thôi, đúng không? For x in s đâu rồi, nhầm nhầm nhầm, tôi chưa dùng lại split nhé. A này, y là cái hàng của chúng ta nhé, x này, for x in s split. Đấy, bây mới đúng nhé. Mình dùng một lệnh thôi cho chúng ta có thể đẩy vào được. Như A này này. Được rồi, thì bây giờ tôi sẽ gộp hai cái này lại, tôi gộp cái chỗ này này và cái này lại. Tôi sẽ đưa tất cả vào một hàm, vào một lòng dòng thôi. Một cái dòng lệnh mà nhập từ bàn phím n số và đưa ngay vào trong một cái dãy. Thế như sau. Là như này, tôi dùng A này, viết lại hàm kia nhé. Đây, in này, mở ngoặc này, x này, for x in in s split. Thì s này là cái gì? S này chính là gì? Chính là cái như sau, chính là cái input
nhập các số và nhanh các số nguyên, đóng nháy, nó lại chấm split, đóng vào. Các bạn có nhìn thấy không nào? Như vậy nhớ lại nhé. Đây này, in A chính là chỗ này, x đây nhớ for x in này, sc. Sc chính là cái này này, input này. Đấy, chính là sc đây nhé. Split là đây. Và đây chính là cái lệnh mà dùng để nhập nhanh một cái dãy số từ bàn phím đưa vào trong máy tính. Bạn thấy cái đây chỗ này là chỗ phức tạp của Python, nó cái cái lệnh này đối với Pascal và C thì là vô cùng đơn giản, tự động nó sẽ vào ngay được, đúng không? Một thằng dùng lệnh cao in, một thằng dùng lệnh read là nó vào ngay, nhưng mà thật là không, phải là phức tạp hơn. Chứ cái việc mà nhập từ từ trên màn hình một cái dãy số đưa vào máy tính ý, dùng lệnh này, enter này, nhập vào nhé, nhập vào là 17 này, 8 này, 9 này, 0 này, enter và nó ra luôn, ra luôn là cái dãy cần tìm. Để các bạn chú ý cái này nhé. Cái phần này là phần mà tương đối phức tạp một chút của Python. Chúng ta phải sử dụng cái hàm split là cái hàm của show, và dùng cái kỹ năng này, cái kỹ năng này gọi là cái thuật ngữ là tạo dãy nhanh. Cái đây là một cái rất đặc biệt của Python. Được rồi. Thế bây giờ chúng ta sẽ đi nhanh nốt một vài cái hai cái đối tượng khác cuối cùng. Thật ra cái phần này là phần nâng cao, tôi có thể làm sâu hơn, nhưng mà tôi được có điều kiện tôi sẽ quay lại cái hai cái phần này, nhưng bây giờ tôi sẽ nói nhanh thôi. Đó là hai đối tượng tiếp theo nhé. Yeah. Chúng ta kết thúc phần này đến một sau phần khác, sang phần đây là 3, 4, 5 nhé, là kiểu tập hợp, kiểu tập hợp nhé. Thì đối với Python thì tập hợp là cái kiểu dữ liệu rất là hay nhé, đặc biệt lắm, nhưng mà thôi đây là nhanh thôi nhé. Thì để mà tạo tập hợp giống thì ta dùng lệnh này, lệnh là set như thế này, tập hợp giống. Còn muốn tạo tập hợp các phân tử thì chúng ta dùng là s bằng như là dùng ngọc nhọn nhé, giống như là 1, 2, 3 như thế này. Vậy tổng quát gì? Tổng quát sẽ là s như này. Đây sẽ là nó sẽ là a1 này, a2 này, an này. Thì đó là cách chúng ta tạo một cái kiểu tập hợp. Khi có rồi thì chúng ta có thể tổng quát, thì chúng ta có thể là s là set, và bên trong của nó là một cái object dạng dãy. Ví dụ tôi biết là s thì bằng set của một cái range 10, được không? Hoàn toàn được. Biến đổi cái range 10 này sang một tập hợp, hay là biến đổi từ một cái list sang tập hợp là được nhé. Đây chúng ta thấy ngay là nó có rất là hai cái thằng này. Đây s gì đấy nhé, s nhỏ nhé. Khi thì biết là set như thế này thì là tập hợp rỗng, s là rỗng đây, time s kiểu set đây nhé. Thì tôi biết set bằng bằng như này, 1, 2, 3 là đây như này. Chú ý sc là kiểu tập hợp nhé, thì ta có cái lệnh là i 1 in s ăn không ăn for k for g in s có ăn không 2.print print g có ăn không, có. Như vậy là s là cái làm cái hàm là hỗ trợ cái lệnh in và lệnh for duyệt. Tuy nhiên ta có đây là không được, một nó báo lỗi. Như vậy là
phải chú ý. Cái này có nghĩa là gì? Có nghĩa là như sao? Nghĩa như này, tôi viết phải viết lại cho mọi người nhớ thôi, là kiểu tổng hợp nhá. Kiểu tổng hợp này, hỗ trợ lệnh in và duyệt form, không hỗ trợ chỉ số, truy cập chỉ số. Vì sao như vậy? Vì là nó không phải là một giấy các phần tử, nên tổng hợp nó khác, nó không phải là giấy, tổng hợp là nó khác giấy. Các cái hỗ trợ truy cập từng phần tử, từng phần tử theo chỉ số. Thì cái này này là cái này nó tôi nói cho cái này là nó gọi là nó thuộc loại giấy. Giấy như là giống như là gì, là sâu này là thuộc cái này này, sâu này hay là range hay là list này thuộc, nhưng mà là kiểu tập hợp là nó khác kiểu giấy nhé. Nhưng mà nó thuộc cái kiểu này, kiểu là thuộc hỗ trợ lệnh in và duyệt for. Một điểm nữa đặc biệt nữa là tập hợp là gì, là nó là gì, nó là kiểu tập mà kiểu dữ liệu là khả biến, có thể thay đổi được. Đây tôi có một ví dụ là như này nhé. Chúng ta là s bằng set của 1, 2, 3 chẳng hạn, 1, 2, 4 chẳng hạn. Đây. Nó chuyển từ một giấy các cái phần phần tử list sang s sang sang là tập hợp. Đây là s là tập hợp. Vậy là 1, 2, 4 là tập hợp, nhưng còn 1, 2, 4 đây là làm ở trên này này. Là giấy, cái này là tập hợp khác nhau nhé. Thì những cái lệnh chính của liên quan đến mà dùng để làm cho phần tử hợp thay đổi là gì? Đây. Thì rồi thì biết ra thôi, chúng ta sẽ tìm hiểu sau nhé. Đây này, tôi làm cái bảng riêng để người ta hình dung nhé. Đây. Các lệnh thay đổi giá trị phần tử, thay đổi tập hợp nhé. Đây như là bổ sung phần tử nhá, bổ sung vào tập hợp, giống như là đối với dãy là lệnh append ấy, là lệnh ssx, lệnh xóa xóa toàn bộ phần tử là sclear, giống như là đối với lệnh xóa một phần tử là s remove x, giống như cái này là giống như đối với dãy. Rồi thì bây giờ tôi sẽ liệt kê ra mà những cái lệnh các lệnh cơ bản nhất của để chúng ta chú ý cái thông công cái bảng tổng kết đây, đây cho bạn chú ý nhé. Một cái bảng các cái lệnh liên quan đến tập hợp. Là có cái hình dung lệnh nhé. Đây là các cái lệnh nhé. Thì đối với đây là tạo đối tượng, tạo object mới này và thao tác trực tiếp luôn nhé. Đây là thao tác thay đổi trên đối tượng tiếp, còn đây là toán tử. Chúng tôi kia một vài cái chúng ta hình dung nhé. Đây là hợp này, hợp hai tập hợp, hợp hai tập hợp AB
hợp và giao và hiệu nhé. Thì cách mà có từ ta dùng, ta dùng gì, ta dùng là a giao b như thế này, còn tạo đất mới ta dùng là a union b. Đối thằng này có lệnh là a update b, là đi sau nhé. Thì ta có cái bản này đã, sau tất nhiên tổng thể vào tôi sẽ nói là cái sự khác biệt của những lệnh này là như nào. Nó có bốn lệnh tất cả thôi, tất cả lệnh. Lệnh thứ hai là ra ngoài trường hợp, ra của hai trường hợp nhé. Thì ở đây là intersection B, còn đây là intersection update, hơi dài một tí. B, còn đây này viết là a giao B như này, còn lệnh này là hiệu, hiệu hai tập hợp. Hay thế nào? Đây là A chia B. Còn đây là A difference. Đây là difference update. Là hiệu đối xứng. Đó, bốn lần tất cả. Hiệu đối xứng là đây là a viết như này, hiệu đối xứng là như sau nhé. Ok, đây này hết chẳng đúng đây nhé. Đây đây là hơi dài một tí này, symmetric này, dưới này difference b, đây là symmetric difference tablet. Được chưa? Vậy nó có bốn lệnh tất cả. Đối với hợp là toán tử ra đây là gì? Hợp của hai tập hợp. Hiệu hai tập hợp, đây là A chấm B. Đây là trừ hai tập hợp. Đây phần lên phần của A trừ đi phần tử của B. A đi nhé. B đây. Thì gộp cả hai cái này lại, nó là giao, nó là giao, cái giao của chúng cái này nó là a giao b. Mình lấy hiệu, hiệu a b là a b, còn đây là đối xứng, bỏ đi phần giữa đi, cái này là kiểu đối xứng. Thì như sau này, thì ở chỗ giữa này là những lệnh mà không làm a thay đổi mà tạo ra một đối tượng mới là như thế này, còn cái này là cho nên là tại chỗ này là a thay đổi luôn tại chỗ, đối tượng a không thay đổi mà giá trị a thay đổi. Đây, đây là ký hiệu, ký hiệu này giống 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 cái này này. Đây, thì đây là những cái lệnh mà liên quan đến tập hợp rất là hay của Python nhé. Mình có nói cùng sản phẩm cuối cùng nữa là đối với là một bảy hay một sáu đấy, đó là thư điển. Thầy thầy có thể cho em hỏi một tí không ạ? Ừ. Nói Đấy, em hỏi thứ nhất là
Ở cái C cộng cộng bọn em dùng hay dùng ấy thì nó có những cái cấu trúc dữ liệu nâng cao ấy, ví dụ như là set map như thầy đang nói, set của Python nó cũng giống, chắc là giống set ở trong C cộng cộng ạ, Đúng em đang hiểu thế. Vâng, với lại trong C cộng cộng nó còn có map này, có hàng đợi ưu tiên, hàng đợi hai đầu, hàng đợi, rồi là các cái kiểu dữ liệu khác nữa, thì trong Python nó có không thầy? Có hết, Cái thứ hai là em muốn hỏi thêm một tí nữa là bây giờ bọn em thì chưa được tiếp xúc nhiều với Python, nhưng mà một số người nói là khi mà viết bằng Python ấy thì khi thi học sinh giỏi thì cái chương trình nó chạy chậm hơn hả thầy? thế là À. thi xin hỏi là vì do chạy chậm cho nên là bắt buộc rồi có thời gian riêng cho học sinh thi thi À, nghĩa là nếu mà chấm bằng Python là sẽ để cấu hình, ví dụ như là bình thường C cộng cộng là 1 giây thì Python sẽ là 3, 2 hoặc 4 giây, ví đúng dụ không thế đúng đúng không ạ? chương trình nó sẽ ra Vâng. là nếu làm C cộng cộng thì là ví dụ như là 1 giây, nhưng mà đối Vâng. với Python thì là 5 giây, ví dụ thế, Dạ vâng, em hiểu rồi. nó thời gian riêng cho đấy. Nếu thầy, nhưng mà ví dụ như bây giờ bọn em muốn tìm đọc cái sách mà nói về các cái cấu trúc dữ liệu nâng cao của Python ấy, thì em thấy hình như ở trên thị trường hay là trên mạng cũng không thấy có. Hiện nay là chưa, Em tìm không? hiện nay là có ít quá, Dạ hiện nay vâng. lúc ấy Vâng. thì trong cái chương trình này là tôi sẽ đang dạy các bạn hết đấy nhé. Dạ vâng, em cảm ơn thầy. Bây giờ tôi phần phần cơ bản đã, phần cơ bản là gồm có này, gồm có là các dữ liệu ăn, các cái kiểu dữ liệu là atom này, dữ liệu đơn này, rồi dữ liệu là thùng này, gồm có dữ liệu dãy này, rồi dữ liệu tập hợp này, dữ liệu từ điển, thì đó là cái dữ liệu gọi là dữ liệu cơ bản. Còn những cái như là hàng đợi ưu tiên, tức là nâng cao rồi, là nó rất là sâu rồi, liên quan đến thuật toán rồi, rất là sâu. Nhưng mà cái nó tôi nói luôn là cái set này là rất là hay, cái set này và cái từ điển cái hay, nó nhanh từ điển cho kết thúc phần này thì hôm sau chúng ta chuyển sang cái bài khác. Thì từ điển là cái gì? Từ điển là cái dữ liệu, và nó là cái dạng map, là cái dạng mà gì, là nó là cái từ điển, là lại từ điển mà dùng để mô tả từ điển. Lúc nay là cái từ điển là cái loại dữ liệu mà dùng để mô tả, đừng dùng là cái cấu trúc là từ khóa và giá trị. Ví dụ như trong cái điển chúng ta mà từ khóa của chúng ta là các cái từ tiếng Anh chẳng hạn, còn giá trị là các ý nghĩa của cái từ tiếng Anh, thì dãy các từ khóa này thì là nó gọi là các cái từ điển. Đấy, từ điển thì trong cái mới ai mà chưa làm quen thì cảm thấy nó hơi khó hiểu, nhưng mà dần dần người ta sẽ hiểu ý nghĩa của từ điển. Vậy nôm na thì là cái gì? Làm cái ánh sáng của tập hợp tất cả các cái khóa sang tập hợp tất cả các cái giá trị. Cái này nó là key, cái này nó là value, value nhé. Tôi lấy vài ví dụ để cho anh dùng, thì cho anh dùng là nghe ví dụ của cái từ điển này. Ví dụ một là ví dụ là học sinh chúng ta có một lớp học sinh gồm có tên học sinh, và điểm trung bình chẳng hạn, điểm trung bình. Đấy, thì chúng ta sẽ tạo ra một dữ liệu mà ánh xạ cái tên học sinh vào cái điểm số, cái này nó mới gọi là khóa, cái này nó mới gọi là giá trị được chưa? Thế thì bây giờ tôi lấy ví dụ cho chúng ta nhé. Đây ví dụ hai, tôi lấy hai ví dụ để chúng ta cùng dùng nhé. Hay là mình ví dụ khác, ví dụ chúng ta có cái vật tư, và có cái là tên vật tư, tên vật tư và ánh xạ sang cái là đơn giá và lượng hàng tồn. Thì như vậy là tên vật tư nó là khóa, giá trị của nó đây là có thể nó giá trị đây cũng có làm một cái cũng có hai hai giá trị, đơn giá
à, và hàng tồn nằm trong một cái dãy này, hai phần tử phân giải và thấy chưa? Đó thì đó là cách chúng ta đấy nhá. Rồi thì bây giờ tôi sẽ mô tả cái cách mà chúng ta khai báo rất đơn giản, khai báo thì cách thứ nhất ý, là chúng ta đối chúng ta khai báo một tỷ điểm rỗng, sau chúng ta gán các cái khóa kia vào. Ví dụ nhé, ví dụ tôi khai báo rỗng này D này, dùng khai báo từ điển rỗng này có hai cách. Điển rỗng tâm tôi biết như này, chúng ta chú ý nhé, dùng mộc nhọn giống như là tập hợp, nhưng mà dùng cái này là nó đều là từ điển rỗng chứ không phải là tập hợp. Hoặc dùng từ dùng là D bằng big như thế này thì nó là một từ điển rỗng. Chúng ta chú ý nhé, là khai báo tập hợp rỗng thì cho dùng cái này. Đây là chứ dùng thế này là từ điển rỗng. Được chưa? Rồi, thì bây giờ chúng ta bắt đầu nhập này. Ví dụ chúng ta làm, chúng ta có học sinh rồi nhé, chúng ta khai báo điểm chuyện của nó là cái này, D này, cái tên vào đây, ví như là Bùi Việt, viết như đây nhé, à, 2 này, rồi, bằng 8.5, khai báo luôn, phải khai báo luôn như này, D, người thứ hai là Nguyễn Quang Vinh, đóng nháy, tổng ngọc đơn bằng 9. Đây là khai báo khóa, và bên này là giá trị, đây là khóa này giá trị này. Đừng có nhanh không, rất là nhanh. Đầu tiên là chúng ta có thể là khai báo hoặc là chúng ta có thể khai báo như này đây. Chúng ta chỉ biết như này, D này bằng này, mở nhánh này, xong viết như sau nhé, là ví dụ như đây là Hà đóng nháy này, xong là 2.8.5. Đây là một cặp là khóa và chị phẩy, xong mở Ngọc Bình tên người nhé, 2.10, xong rồi được trung bình là 10, xong phẩy, xong người nữa Vinh đóng nháy 2.9.5. đây là khai báo không? Chúng ta có thể là khai báo và cái lệnh mà ví dụ như là D khóa thì bằng value như này, thì đây là cái lệnh chúng ta bổ sung khóa. Nếu khóa này là mà giống cũ thì nó đè lại cái cũ. Đây nhé, ví dụ như này, tôi viết là luôn rất dễ nhé. Này. D nhé bằng này big, đó là rộng luôn nhá. Biến thành khai báo này là thư viết này, à này không viết hoa nhé, đóng vòng vuông 10. Vậy là điểm trung bình của Hà là 10 nhé. Đây kiểm tra này, D Hà là 10 này. Bìa D thì lại viết lại là thì viết lại là gì? Bằng 9. Nó đè lên cũ luôn. Vậy D của D Hà sẽ là 9. Thấy chưa? Thì cái khóa này là rất là hay luôn nhé. Để tôi viết thêm này. Bình này bằng 8 này, D này ngoa này bằng này 9.9.6 này, D này Hà là khóa của Hà là 9, khóa của Bình là 8, khóa của Hoa là 9.6. Được chưa? Thì đó là những cái việc kiểm tra này. Type D. Dick. Dear. Đấy. Nói chung là lệnh quan trọng thôi.
Đây này, chúng ta có thể D nhé, chúng ta lấy D này, lấy D chấm này, kỳ kỳ ta lấy ra gì, à, tôi lấy ra các cái khóa D chấm value, lấy ra tất cả các cái giá trị. Còn D chấm item, lấy ra các cặp khóa và giá trị. Đó là một vài cái lệnh quan trọng của từ điển và tập hợp. Thì mới nhìn thoáng qua thấy là nó chưa gì đặc biệt cả và chưa thấy cái hay của nó, nhưng phần sau cùng chương trình tôi sẽ nói ý nghĩa của hai cái này nhé. Tức là đối với học sinh phổ thông bình thường thì chúng ta không cần học cái này, đâu kia không cần học cái này, nhưng mà đối với học sinh giỏi thì bắt buộc muốn thi học sinh giỏi mà Python thì bắt buộc phải thành thạo set và tập hợp. Này, tôi nói trước như vậy thôi nhé, để khi mà sang phần cuối của chương trình này tôi sẽ nói ý nghĩa vì sao cái set này và cái item và cái từ điển nó lại quan trọng như vậy. Rồi như vậy tới đây là hôm nay là buổi thứ hai, chúng ta kết thúc hôm nay đây nhé, kết thúc cái phần cái hôm nay là kết thúc cái chương một thôi. Cái chương một của tôi là cái chương là chúng ta ôn tập lại các cái dữ liệu cơ bản của Python. Tôi nhắc lại nhé, nhắc lại tổng kết của cái chương một là các kiểu dữ liệu cơ bản. Thầy cho em hỏi một chút được không ạ? Em hỏi đi. Ừ. Thầy ơi, còn cái phần tuple em chưa thấy thầy hướng dẫn lại cho bọn em. Tuple là nó giống hết như là đối với list, chỉ khác list là nó không thay đổi thôi. Giờ tôi không chưa nói đâu, đúng không? Với nó đơn giản mà. Vâng. Chúng ta khai báo một cái dãy như này thôi. Này, thậm chí là tôi khai báo là như này, mở ngoặc tròn nhé, 1, 2, 3, thoải mái vô tư như này. Hoặc là B này, có thể viết luôn là 15 này, phẩy 18 này, 19 này, chính là dãy đấy. A này, B này, kiểu của A này. Cái kiểu tuple này nó ít dùng, nhưng mà đôi khi nó dùng. Ví dụ như là ở trong ở trong cái ví dụ như là chúng ta cần cái bộ số, cần cái thứ tự của nó mà cái bộ số đó không thay đổi, không thay đổi được ấy, thì phải dùng tuple chứ không dùng tập hợp được. Đấy, ví dụ tôi lấy ví dụ như vậy. Cái này chúng ta sẽ về sau học thì chúng ta sẽ mô tả sau nhé. Nhưng mà đây tôi muốn tổng kết lại, ta có hình dung tổng quát là như sau này. Thì lớp các cái ứng dụng các kiểu dữ liệu cơ bản của nó gồm này, dữ liệu đơn còn có là in này, float này, bool này, đúng không? Và một cái kiểu nữa là kiểu non type, kiểu string là nằm giữa bên này và bên này. Bên này là kiểu dãy gồm có là gì, là range, tuple, list, và bên này là cao hơn là set, bên này là dictionary, dict nhá. Thì đây là cái chỗ này là dữ liệu đơn, đây là dữ liệu dãy, dạng dãy, đây là tập hợp, đây là từ điển. Thì đây theo tôi đây là những cái kiểu dữ liệu đơn cơ bản nhất đối với của Python mà bất cứ ai cần phải thành thạo. Đối với học sinh phổ thông thì cần biết tới đây thôi, biết tới đây thôi nhé, dừng lại ở đây là học sinh bình thường. Còn ai mà học sâu hơn, nhất là thi sinh giỏi thì bắt buộc phải biết cái này. Còn vì sao bắt buộc biết tôi sẽ nói sau. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhé. Hôm nay cái buổi này nó hơi khó khăn một tí, ít bài tập nhá. Sáng em chào thầy ạ. Hay hơn, rất quan trọng hơn. Chào thầy ạ. Chào bạn.